Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt cái ứng dụng VTW Go ở trên TV TCL nha các bạn. Cài đặt ứng dụng VTW Go để mình có thể là mình xem đài truyền hình ở trên TV ha. Rồi bây giờ để cài đặt thì các bạn sử dụng remote nha. Mình sẽ nhấn vào cái nút Home của remote nha các bạn. Thì lúc này nó xuất hiện một cái danh sách các ứng dụng đây nè. Nếu như TV của các bạn không có là ứng dụng VTW Go á thì các bạn cài đặt ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống nha các bạn, nhấn mũi tên di chuyển xuống ha. Rồi. Các bạn di chuyển qua bên phải nha. Rồi. Các bạn thấy cái mục cuối cùng không? Mục cuối cùng là thêm ứng dụng đó các bạn, mục cuối cùng nè, thêm ứng dụng, mình sẽ di chuyển qua đó để mình thêm nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ nhấn OK ha, chấp nhận nè. Rồi tới cái giao diện này á, thì các bạn tìm cái ứng dụng mà mình muốn cài đặt nha. Các bạn di chuyển qua bên phải cái chỗ cái kiến lốp ở đây nè các bạn để tìm kiếm nha. Rồi tới cái kiến lốp này ha, mình sẽ nhấn vào để tìm kiếm nè. Đây, mình sẽ nhập cái tên của ứng dụng vào trong cái ô này nha các bạn. Mình sẽ nhấn vào nút OK ha. Bây giờ mình sẽ nhập tên ứng dụng từ bàn phím ảo nha các bạn. Sử dụng remote ha, mình sẽ di chuyển xuống. Và mình sẽ chọn là nhấn chọn V nè. Mình sẽ di chuyển lên, nhấn gọn chữ T. Rồi V, cách ngang cái các bạn. G, rồi tới chữ O. Để các bạn thấy không? Cái chữ là VTW Go đã được nhập ở trên đây rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang cái chỗ Enter nha, cái nút Enter ở đây. Di chuyển xuống đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn OK ha để mình tìm nha. Đây là VTW Go trên cửa hàng Google Play. Đây nè các bạn. Thì khi này thì VTW Go truyền hình số quốc gia cho TV. Đó, nó có cái nút cài đặt. Khi mình đã hiện thị cái nút cài đặt như thế này thì chắc chắn điều là trong cái quyền của mình là chưa có ứng dụng VTW Go rồi, hay là do một cái lý do gì đó mà chúng ta vô tình chúng ta đã gỡ nó đi mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhấn OK để cài đặt ha. Các bạn thấy là quá trình cài đặt đang được xử lý ha, đó 100% đó các bạn, cũng rất là nhanh ha, đang được tải về. Rồi bây giờ mình là đang cài đặt. Các bạn chờ chút xíu để ứng dụng được cài đặt ha. Rồi, như vậy là ứng dụng đã được cài đặt xong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấn cái mũi tên để mình thoát ra nha các bạn. Thoát ra ha. Nhấn một lần nữa để thoát ra. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống bên dưới nha các bạn. Di chuyển xuống bên dưới xem ngay có ứng dụng chưa ha. Đây. Các bạn thấy ứng dụng VTW Go đã được cài đặt vào TV của chúng ta rồi. Ứng dụng cuối cùng nè các bạn. Như vậy là tôi vừa chia sẻ các bạn cách để cài đặt ứng dụng VTW Go ở trên TV hiệu TCL thành công. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.